Rồi trong bài này chúng ta sẽ có hai cái công thức nhắc lại tí xíu. Thứ thứ thì chúng ta sẽ sử dụng with days. Như vậy các bạn xem cái câu tiếp mà người ta hướng dẫn nè. Ở trong này khi mà bạn học một cái hàm mới, bạn có thể nhìn thấy được là người ta hướng dẫn đây là công thức dùng để làm gì. Mình sử dụng là ngày tuần, tức là ngày thứ mấy trong tuần á. Return từ 1 đến 7, định nghĩa ngày trong tuần. Như vậy mình sử dụng là weekday của cái ngày này, đóng ngoặc. Vậy các bạn, nó sẽ ra số các bạn. Thì mình có thể định nghĩa một cái danh sách, một cái list. Cái list của mình nó sẽ có là thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ bảy, chủ nhật. Và sau đó thì các bạn trả ra cái list này và các bạn lấy cái vị trí ở bên trong á, thì nó ra chữ luôn đó, thì mình có thể kèm theo cái đó. Số ngày trong tháng thì ví dụ như là tháng 6 bao nhiêu ngày, tháng 10 bao nhiêu ngày, tháng 4 bao nhiêu ngày. Mình để tìm được số ngày trong tháng thì mình tìm ngày cuối cùng của cái tháng đó. Ngày cuối cùng thì chúng ta có công thức là end of month, đây là ngày cuối cùng của tháng. Và người ta hỏi là ngày bắt đầu mà mình muốn kiểm tra là ngày nào? Start date, ngày bắt đầu. Vậy ngày bắt đầu mình sử dụng ngày này. Phải mấy tháng nữa? Nếu như mà bạn hỏi là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo thì chúng ta gõ vô đây là số 1. Còn mình đang muốn kiểm tra là ngày cuối cùng của tháng mà có cái ngày chúng ta đang kiểm tra thì chúng ta ghi là 0. Thì chúng ta đang có ngày cuối cùng là ở đây. Vậy ở đây nó ra cái dạng này là 35.976 là dạng. À, như vậy đây là serial, serial của cái ngày đó. Của ngày, tức là cách cái ngày đầu tiên trong cái lịch của mình là ngày 1 tháng 1 năm 900 á, là 35.976 ngày. Như vậy nếu mà mình cho là short day thì mình sẽ có là ngày 30 tháng 6 năm 98. Đây, tháng 6, ngày cuối cùng của tháng 6 năm 98 là ngày 30. Và người ta hỏi là số ngày thôi. Như vậy làm sao mình lấy được con số 30 này ra? Muốn lấy được con số 30 này, 30 tức là ngày, thì mình sử dụng hàm days để mình lấy số 30. Khi mà các bạn gõ chữ days, các bạn làm biến gõ dấu ngoặc thì các bạn nhấn phím tab, nó sẽ tự thêm đóng ngoặc. Và mình gõ xong thì nó thành là 30 tháng 1 năm 90. Bởi vì nó ra con số 30 rồi đó. Nhưng mà 30 nó hiểu là serial. Và serial của cái 30 tức là ngày 30 tháng 1 năm 90. Vậy mình muốn nhìn thấy được số 30 thì mình chọn nó là general. Rồi, như vậy mình đã có được ngày 30 tháng 4, 30 tháng 9, tháng 11, tháng 8 và tháng 2, có 28 ngày. Bây giờ năm nhuận thì nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái năm chia hết cho 400. Điều kiện hai là năm chia hết cho 400 và không chia hết cho 100. Thì một trong hai điều kiện này là được. Như vậy điều kiện 1 với điều kiện 2 hoặc hay và được chưa? Rồi, như vậy khi mà bạn viết một công thức phức tạp như vậy đó thì các bạn sẽ làm như thế này. Nếu vậy cái gì hoặc hay và trước? Hoặc hay và trước nào? Điều kiện 1, điều kiện 2. Điều kiện 1 và điều kiện 2 là hoặc hay và? Điều kiện 1. Điều kiện 1. Điều kiện 2. Hai điều kiện này hoặc hay và? Hoặc. Như vậy chỗ này phải hoặc trước, mở đóng ngoặc. Bây giờ phẩy cái đi. Giá trị đúng, phẩy giá trị sai, đóng ngoặc lại. Như vậy là mình đã có được một cái hàm if của mình đầy đủ phần tử rồi đó.
giá trị sai nè, giá trị đúng nè, điều kiện nè, được chưa? Khi mà bạn làm công thức dài á, thì các bạn làm như vậy nó sẽ không bị thiếu thành phần, và nó không thiếu dấu phẩy, cũng không thiếu dấu ngoặc luôn. Tí nữa mình sẽ thay cái GTD, GTS sau. Rồi, nếu như cần thì cái bài này mình sẽ biết chính xác GT đúng là 5 nhuận. Thầy ghi GT, SGTD để cho các bạn làm cho những cái bài tổng quan. Rồi, chỗ này là không nhuận. Rồi, vậy điều kiện ở đây, O trước. Vậy chỗ này mình để là điều kiện 1, điều kiện 2. Mình làm điều kiện 1 trước nè. Điều kiện 1 là 5 chia hết cho 400. 5 year. Year của cái gì? À, 5 chia hết. Như vậy mình ghép cái hàm chia hết luôn đi. Chia hết là gì? À, chia hết. Mình dùng main của, mở đóng ngoặc luôn. Main của mở đóng ngoặc luôn ha. Chỗ này của mình, main của mở mình đóng ngoặc luôn đi cho nó khỏi thiếu. Main của gì? Main của year. Main của year. Main của này year phải year của đó rồi mấy nữa, mình với mấy, với 400. Nếu như cái này mà bằng không, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất là cái 5 chia cho 400 dư bằng không, tức là chia hết. Điều kiện thứ hai, điều kiện thứ hai có mấy điều kiện? Có hai điều kiện kết hợp bằng, kết hợp bằng gì? And hay or? And. Như vậy điều kiện thứ hai đó. Điều kiện thứ hai cũng có hai điều kiện nhỏ, điều kiện 1, điều kiện 2. Vậy điều kiện nhỏ ở bên trong là gì? 5 chia hết cho 4. Đây, 5 chia hết cho 4. Copy cái này qua. Chia hết cho 4. Rồi, điều kiện 2 là gì? Điều kiện 2, 5 không chia hết cho mấy? Cho 100. Thì 5 chia cho 100 thế nào? Không chia hết. Khác không. Khác không. Được chưa? 5 không chia hết cho 100, tức là mod của year 100 khác không. Enter. Và cái số dấu ngoặc, số dấu phẩy của chúng ta là không có bị thiếu. Không nhuận, 2 năm này nhuận. Năm 2000 nhuận. Năm mấy nhuận nữa mình đổi thử coi. À, bây giờ mình lấy cái kết quả này trước đi. Để tí nữa mình chấm bài ha. Mình copy kết quả này lại để tí mình chấm bài. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử nào. Năm 2002 đúng không? 2022. Không, năm nào nhuận á? 2002. Ok, 2002. Nhuận không? 2004 rồi? Không luôn. Sao không? Bởi vì năm 2004 là chia hết cho 4. Ok, chia hết cho 100. Ví dụ như năm nào mà chia hết cho 4
mà không đâu. Đúng rồi, năm đó là không chia hết cho 4, không chia hết cho 100 là năm nhuận. Rồi ok. Như vậy thì cái công thức tính năm nhuận của mình là đã xong. Rồi. Dễ hay khó? Khó không? Đó, công thức của nó đó. Mình nói gì, mình ghi đó. Và khi các bạn ghi ra, công thức này nó rất là nhiều ngoặc. Cho nên các bạn làm giống như thầy lúc nãy. Làm lại nha. Làm lại nè. Mình sẽ bằng nếu điều kiện phẩy năm nhuận phẩy không nhuận. Rồi, như vậy thì mình đã có được đầy đủ của một công thức: điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai. Điều kiện ở đây đối với lại cái năm nhuận mà mình đã nhìn ở đây thì có điều kiện 1 hoặc với điều kiện 2. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng hàm or, mở ngoặc nhớ đóng ngoặc. Đóng luôn. Rồi. Như vậy hàm or của chúng ta có hai cái: điều kiện 1 phẩy điều kiện 2. Được không? Điều kiện 1 của chúng ta là 5 chia hết cho 400. Như vậy thì 5 chia hết cho 400. Muốn chia hết thì dùng hàm mod. Mod mở đóng ngoặc luôn. Nó không có bị nhầm. Tiếp. 5 year. Year mở đóng ngoặc luôn. Phẩy 400. Đó. Mình ghi như vậy là nó không có bị nhầm gì hết. Year của ai? Đưa con trỏ vô cái year và đưa vào ngày hoặc gõ vô A3. Như vậy điều kiện 1 của mình xong rồi đấy. Bây giờ đến điều kiện 2. Điều kiện 2 là 5 chia hết cho 4 và không chia hết cho 100. Vậy cái chỗ này chúng ta sẽ dùng hàm và and mở đóng ngoặc luôn. Mở đóng ngoặc. Vậy trong này hàm and này nó lại có hai điều kiện 1 phẩy điều kiện 2. Điều kiện 1 là gì? 5. Ô, chỗ này thầy bị thiếu chút xíu. Bằng 0. Rồi, điều kiện 1 của mình là 5 chia hết cho 4. Vậy cái hồi nãy chỗ này là 5 chia hết cho 400 thì các bạn gõ lại cũng được, hoặc các bạn làm gì? Copy cái này vô. Đây là 5 chia hết cho 400, mình copy. Mình đưa vô điều kiện 1, mình thay vô 5 chia hết cho 4. Điều kiện 2 là gì? 5 không chia hết cho 100. Tức là mod với 100 khác không. Vậy cũng giống như hồi nãy mình copy, mình dán ra được rồi. Vậy 5 chia cho 100 khác không. Và chúng ta chỉ có việc enter thôi. Thì tại vì chúng ta đã làm dấu phẩy nè, dấu mở đóng ngoặc nè, cứ mở là đóng. Bao nhiêu điều kiện thì mình đã phẩy đủ hết rồi. Cho nên chúng ta không có bị thiếu ở chỗ này. Đó, thì công thức của chúng ta rất là dễ. Ok. Rồi, đây là công thức của mình. Rồi, đủ lớn chưa?